Rồi, giao lưu anh em, phui mai rừng chân dài mới về nha anh em. Cái này nhỏ mà dễ nó quắn nó xuống là anh em, con nó xuống hốt ốc xuống xuống chỉ em chùm dễ đẹp anh em à. Đó. Mà. Rồi xuống nó đây xuống đá nó xuống từ đây nó xuống qua hết luôn. Dạng dễ là có dễ lông với đồ nữa nha anh em nhiều nha. Ở dưới đây 4 đồng nanh nha. Đó, chỗ này lũ xíu rồi anh em à. Chỗ này có đầu hết luôn nè. Đây cái nanh nữa nè. Nhiều lắm. Ừ, lũ xuống nó anh em coi nè. Xuống nó quắn ngậm nhau hết luôn lên. Cây sạch sĩ nha anh em nha. Đó, vành em đo là vành 22 nha anh em, cao 78 đến ngang 30 nha. Cây đẹp ở ngoài vô chậu vuông nhỏ nhìn đẹp anh em à. Rồi vàng xuống lên hết luôn, đế rồi rồi lên hết luôn á. Rồi, giao lưu anh em, tác phẩm mai rừng chân dài nha anh em nha, mới về nha. Cái này đẹp như hình chữ S nha anh em, nó lắc như này nó uống qua nó lắc dần dễ xuống chỉ hơi nhiều nha anh em nha. Đó, dễ đồ ok luôn anh em à. Đẹp ở ngoài đẹp lắm. Cái đá ở đây làm cho một cục nữa anh em à. À y như chữ S đấy. Xuống là nu đá anh em. Cái chỗ này là nó bị chớp nhỉ anh em xử lý keo nè, xử lý keo em vắn dây thun lại cho nó cứng rồi sau này nó liền lại luôn anh em à. Ở đây nó chạy cái dễ này nè anh em, nó co qua đây. Co đây xong nó hoành lại hoành xuống chậu luôn nha anh em. Và nó chỉ nanh ở dưới đây nhiều nanh nha. Là đây mới dây cắm nè, đầu chỗ đây nữa có lỗ nhỏ đây xíu nha anh em, cạn này nha. Đó, ta keo rồi lại hết luôn, toàn bộ hết luôn rồi. Cái này cái vành nãy em đo là chỗ đây là 32, chiều cao lên là 1m3 đứng ngang 25 nha anh em, gọn chậu luôn à. Đó, rồi bên dòng cho anh em tôi coi cây đã đẹp nha anh em nha. Rồi.